Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 6, mời quý khán giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau. Giai đoạn 2021-2023, Tây Ninh tiếp nhận 544 phản ánh kiến nghị trong giải quyết thủ tục hành chính. Sôi nổi các hoạt động tại ngày Hội sách và Văn hóa đọc năm 2024. Trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thưa quý vị, theo báo cáo của Đoàn Giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh, trong 3 năm qua, tỉnh đã tiếp nhận 544 phản ánh kiến nghị của các tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính được các cơ quan đơn vị địa phương quan tâm thực hiện, đảm bảo theo quy định. Các kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị là Cổng Hành chính Công an tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, kênh hồi đáp trực tuyến, điện thoại đường dây nóng, hệ thống phản ánh hiện trường 1022 Tây Ninh. Kết quả trong kỳ giám sát, từ năm 2021 đến năm 2023, tỉnh đã tiếp nhận 544 phản ánh kiến nghị của các tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xử lý dứt điểm 533 phản ánh kiến nghị, còn 11 phản ánh kiến nghị đang được xem xét xử lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó đặc biệt tập trung vào ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian xử lý văn bản thông qua đề án xây dựng chính quyền số. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tăng cường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAINSTEP, CPAS và DCI của tỉnh. Trong đó tập trung đẩy mạnh rà soát, mạnh dạn sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp. Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân thị xã Trảng Bàng vừa tổ chức đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân thị xã Trảng Bàng nhiệm kỳ 2024-2029. Tại đại hội, các đại biểu thông qua các nội dung, chương trình của đại hội, nhất là báo cáo về sự hình thành, vai trò, trách nhiệm và những quy định liên quan đến công tác thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam và dự thảo phương hướng hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân thị xã Trảng Bàng. Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, đại hội đã bầu Đại tá Nguyễn Văn Đi, trưởng phòng Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Tây Ninh làm chủ tịch và bầu Đại tá Đặng Văn Đẩu và Đại tá Nguyễn Xuân Sinh làm phó chủ tịch. Đại hội cũng đã thông qua phương hướng nhiệm vụ và chương trình công tác trong nhiệm kỳ 2024-2029. Chi bộ trường Trung học phổ thông Tân Châu vừa tổ chức lễ kết nạp đảng cho hai học sinh ưu tú, đó là em Quyền Tấn Đạt và em Lâm Lê Gia Huy. Sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện, các em đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Huy Hồng, bí thư chi bộ nhà trường, chúc mừng và ghi nhận những cố gắng trong học tập trong suốt 3 năm qua của hai em, đồng thời mong muốn các em tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập thật tốt, đạt các kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới và phải luôn là niềm tự hào của thầy cô và nhà trường. Nhằm nâng cao ý thức rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy nổ xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ vừa tổ chức chương trình tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho trên 300 cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh. Tham gia chương trình, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và người dân được các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ giới thiệu về mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thông dụng và phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Ngoài ra, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và người dân còn được hướng dẫn trải nghiệm, thực hành một số nội dung chữa cháy, cứu nạn cứu hộ như trải nghiệm di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, trong không gian hạn chế, thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, dập tắt đám cháy, di chuyển người bị nạn, thực hành trải vòi chữa cháy, phun nước vào tiêu điểm, thực hành thoát nạn từ trên cao xuống bằng dây, thang dây và kỹ năng cấp cứu người bị nạn.
Thưa quý vị, mùa hè oi ả đã đến. Thay vì để các em nhỏ chìm đắm trong thế giới ảo đầy màu sắc của thiết bị điện tử, thì hãy để các em cùng tham gia Ngày Hội Sách và Văn hóa Đọc năm 2024. Đây không chỉ là nơi mua bán sách vở thông thường, mà còn là một không gian văn hóa đọc lý tưởng cho mọi lứa tuổi. Văn hóa Đọc, tham gia Ngày Hội, mọi người sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có cùng sở thích yêu sách, chia sẻ niềm đam mê đọc sách và học hỏi những kinh nghiệm quý giá từ nhau. Và đặc biệt trong cái dịp nghỉ hè này thì các bạn có nhiều sự lựa chọn, có thể là đi tập thể thao, đi bơi, đi đánh cầu lông. Và các bậc cha mẹ nếu có thể thì mình giới thiệu thêm sách cho các con cháu mình, để khi mà nghỉ hè ở nhà các bé có nhiều sự lựa chọn hơn, đọc sách hoặc là chơi thể thao hoặc là đi ra ngoài vui chơi cùng bạn bè, thay vì là cứ ngồi ở nhà hoặc là ăn uống thì cứ sử dụng smartphone để xem. Mình cứ tập trung vào chuyện ăn uống và sau đó thì mình có thể xem điện thoại sau. Nó sẽ tốt hơn cho sự phát triển của trẻ em. Bước vào ngày hội sách hôm nay, em cảm thấy vô cùng choáng ngợp bởi vô số những gian hàng bày bán đầy đủ các loại sách từ văn học, khoa học, lịch sử đến ngoại ngữ và kỹ năng sống. Mỗi gian hàng là một thế giới riêng biệt, mang đến những trải nghiệm độc đáo và thú vị. Trong những ngày hè này, thay vì mọi người ở nhà xem điện thoại, thì mọi người hãy đến đây để lựa chọn những đọc sách hay và phù hợp với mình. Các bạn cũng có thể thỏa sức khám phá, tìm kiếm những cuốn sách mà mình yêu thích, bổ sung cho kho sách của bản thân và nâng cao kiến thức của mình. Đọc sách là một thói quen tốt, giúp bạn giải trí, thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Sách còn là người thầy thầm lặng dẫn dắt bạn đến với những chân trời mới, mở rộng tầm nhìn và bồi dưỡng tâm hồn. Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày Hội Sách và Văn hóa Đọc năm 2024, sáng ngày 16 tháng 6, Thư viện tỉnh phối hợp với Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thi Gia đình đọc sách. Cuộc thi đã thu hút nhiều gia đình đến từ các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đến tham gia. Trải qua vòng loại đầy gay go và thử thách, hội thi với 10 đội thi xuất sắc bước vào vòng trong với 3 phần thi: giới thiệu gia đình hiểu nhau và trang trí kệ sách gia đình. Hội thi nhằm lan tỏa tình yêu thương, sự thấu hiểu và hơn hết là rèn luyện cho con thói quen đọc sách, ý thức được việc đọc sách quan trọng, có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, thông qua hội thi tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về gia đình, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày Hội Sách và Văn hóa Đọc, trước đó vào tối ngày 15 tháng 6, tại Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh Thiếu Nhi tỉnh, diễn ra đêm nhạc acoustic thu hút rất đông các bạn trẻ đến tham gia. Đêm nhạc đã thu hút nhiều bạn trẻ và các độc giả tham dự hội sách yêu thích dòng nhạc acoustic cùng tham gia. Tại đêm nhạc, các bạn trẻ đã giao lưu, thể hiện niềm đam mê ca hát với các ca khúc theo chủ đề của chương trình trên nền nhạc acoustic nhẹ nhàng. Đêm nhạc acoustic diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày, 14, 15, 16 tháng 6, vào lúc 19 giờ đến 21 giờ. Liên tục bản tin trưa nay là phần tin trong nước và thế giới với những nội dung đang chú ý sau. Rượu bia có thể chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tới 100%. Đại học đầu tiên ở Việt Nam đào tạo Gen AI. Các nước nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine. Thưa quý vị, theo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất, ban soạn thảo đã bỏ quy định cấm vượt đèn vàng dù đang đi trên vạch dừng hoặc qua vạch dừng. Theo điều 12 dự thảo, khi có tín hiệu đèn vàng, phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn vàng màu vàng thì phương tiện được đi tiếp. Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, phương tiện đi được đi nhưng phải quan sát giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác. Quy định này kế thừa luật giao thông đường bộ hiện hành. Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia theo lộ trình lên 100% vào năm 2030. Tại tờ trình gửi chính phủ về dự thảo
sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế với tất cả đồ uống có cồn, thực phẩm lên men từ trái cây, ngũ cốc, đồ uống pha chế từ cồn thực phẩm. Đặc biệt, nước ngọt cũng sẽ thuộc đối tượng chịu thuế này. Hiện mức thuế tiêu thụ đặc biệt với bia là 65%, rượu từ 35 đến 65%, tùy độ cồn dưới hay trên 20 độ. Song các mức này được Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh theo lộ trình từ năm 2026 đến năm 2030. Việc này nhằm tăng giá bán thêm 10% theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Cụ thể, với rượu 20 độ trở lên, cơ quan này chọn phương án áp thuế 80% vào năm 2026, tăng dần lên 100% vào năm 2030. Rượu dưới 20 độ chịu thuế 50%, sau đó tăng lên cao nhất 70%. Bia các loại cũng tăng dần từ 80% lên 100%. Thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet tại Việt Nam, hiện 3 trong tổng số 5 tuyến cáp quang biển kết nối Internet từ Việt Nam đến quốc tế đang gặp sự cố. Cụ thể, tuyến cáp biển liên Á AI mới phát hiện lỗi rò rỉ nguồn trên nhánh S1 đi Singapore, đồng thời sự cố trên 2 tuyến cáp biển kết nối Internet giữa châu Á và Mỹ ABC và cáp biển kết nối châu Á, châu Phi, châu Âu AIE1 vẫn chưa được khắc phục. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến lưu lượng kết nối Internet từ Việt Nam đến quốc tế. Tuy nhiên, sự cố này không ảnh hưởng đến việc người dùng truy cập vào những trang web và dịch vụ đặt máy chủ tại Việt Nam. Hiện, các nhà cung cấp mạng tại Việt Nam đã triển khai nhiều phương án để đảm bảo kết nối Internet của người dùng. Tối ngày 15 tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn ra đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Tuyệt tác thiên nhiên. Màn trình diễn của hai đội pháo hoa đến từ Italy và Hoa Kỳ đã khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bằng những kỹ thuật bắn điêu luyện kết hợp âm nhạc đặc sắc. Đêm thi thứ hai là đêm thi được khán giả chờ đợi nhiều nhất để tận mắt chứng kiến phần trình diễn của hai đội pháo hoa có kinh nghiệm hàng trăm năm như Italy và Hoa Kỳ. Và không làm khán giả thất vọng, cả hai màn trình diễn trong đêm thi thứ hai này đều mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc và ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh và ánh sáng. Nó rất là đẹp và kiểu nó không cách nào diễn tả được luôn. Đẹp hùng vĩ, sức mạnh quá tuyệt vời, đập tim luôn. Với lợi thế vị trí bắn ngay bên dòng sông Hàn thơ mộng, khán giả không chỉ được thưởng thức những chùm pháo hoa rực rỡ trên không trung mà còn phản chiếu nhiều màu lên mặt nước như một bức tranh sống động. Sau đêm thi thứ hai này, vào đêm 22 tháng 6 sẽ là phần thi giữa hai đội pháo hoa đến từ Đức và Ba Lan với chủ đề Tình yêu diệu kỳ. Thưa quý vị và các bạn, Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đầu tiên của Việt Nam mở chương trình kỹ sư chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Theo đó, chương trình về Gen AI của Bách khoa kéo dài 1,5 năm với 48 tín chỉ, dành tốt nghiệp cử nhân các ngành liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, các ngành gần. Chương trình sẽ cung cấp kiến thức về nền tảng, về AI và chuyên sâu về Gen AI như học máy, học sâu, vận hành, triển khai và giám sát các mô hình học máy. Xây dựng các ứng dụng Gen AI, tạo sinh văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, ứng dụng Gen AI trong các lĩnh vực đạo đức AI và xây dựng trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy. Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tình trạng lừa đảo đầu tư chiếm đoạt tiền bùng phát trở lại đây. Trong đó có lừa đảo kêu gọi đầu tư dự án bất động sản, đầu tư chứng khoán, tiền ảo và đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền kỹ thuật số. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cẩn trọng trước những đối tượng kết bạn làm quen trên mạng xã hội và khi được giới thiệu mời chào đầu tư, yêu cầu gửi tiền hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, nhất là khi bản thân không có kiến thức về lĩnh vực này. Tìm chuyên gia, luật sư tư vấn trước khi đầu tư. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân liên hệ cơ quan công an để được giải quyết kịp thời. Thưa quý vị, nhiều ngày qua, người dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước rất bức xúc và lo lắng khi dòng suối Tân chạy qua quanh huyện kéo dài hàng khoảng 30 cây số bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dòng suối chuyển thành màu đen, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân quanh khu vực. Tại khu vực cầu số 3 thuộc thôn Tân Bình, xã Buồn Do, huyện Phú Riềng, nơi suối Tân chảy qua hiện tại là một màu đen như mực. Theo người dân địa phương, cứ vào mùa cạo mũ cao su thì nước suối Tân thường xuyên đổi màu đen, bốc mùi hôi thối đồng đặc.
Tình trạng trên đã kéo dài nhiều năm nay. Sinh hoạt là tưới, xịt cà phê đều, nhưng bây giờ là không lấy được nước này xịt nữa. Phải tự chở nước nhà vào và ảnh hưởng rất nhiều tới cái nguồn nước đi theo dọc tiếng suối hai bên bờ cũng nhiều năm nay lắm rồi. Mà không ai làm việc, không ai xử lý được cái nước này hết, càng ngày nó càng ô nhiễm như vậy. Là người dân sống ở khu vực suối Tân từ xưa tới nay, chị Nguyễn Thị Hằng, thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng cho biết, trước kia suối Tân không ô nhiễm như thế này, nhưng mấy năm nay dòng suối này càng ngày càng ô nhiễm. Nước xả ra đen như vậy, mùi hôi bốc có khi cả mấy cây số mới vẫn còn nghe mùi. Có khi từ đây lên tới trên đường DT vẫn nghe mùi nước mũi như thế này. Nói chung là cũng mong các anh xử lý như thế này cho đỡ ô nhiễm cho người dân. Điều đáng nói là nơi suối Tân chảy qua gần một nhà máy chế biến mũ cao su thuộc xã Long Khương, huyện Phú Riềng. Và tại khu vực này, tình trạng ô nhiễm cũng diễn ra nghiêm trọng. Lãnh đạo huyện Phú Riềng cho biết đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện Phú Riềng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước tiến hành kiểm tra xử lý. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc kiểm tra xử lý. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 15 tháng 6, Thủ tướng Italy bà Giorgia Meloni khẳng định ở thời điểm hiện tại, các nước thành viên EU sẽ không trực tiếp tham gia vào khoản cho vay 50 tỷ đô la Mỹ mà nhóm G7 mới đây đã nhất trí cấp cho Ukraine, thế chấp bằng lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh G7, Thủ tướng Italy cho biết khoản cho vay nói trên sẽ được các nước G7 như Mỹ, Anh, Canada và có thể là Nhật Bản cung cấp. Hiện các nước EU không tham gia trực tiếp kế hoạch này. Thay vào đó, EU đóng góp bằng việc xác định cơ chế bảo lãnh cho việc thanh toán khoản cho vay này. Ước tính hiện có khoảng 278 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị G7 và EU phong tỏa kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine cách đây hơn 2 năm. Trong đó, EU được cho đang đóng băng khoảng 190 tỷ đô la Mỹ, còn Mỹ phong tỏa số tài khoản 5 tỷ đô la Mỹ. Việc G7 nhất trí cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ từ lợi nhuận trong tương lai thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Moscow. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo phản ứng của Nga có thể gây tổn hại rất lớn cho EU. Ngày 15 tháng 6, trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Hòa bình cho Ukraine, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế đã tham dự phiên thảo luận chung, trong đó phát thảo những đường hướng giúp xây dựng hòa bình. Trong phiên thảo luận chung, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Hamhaus nhận định tiến trình hòa bình và giải pháp lâu dài cho xung đột Ukraine cần có sự tham dự của tất cả các bên. Theo bà, Thụy Sĩ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy các bên liên quan tham gia vào tiến trình này. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen cũng kêu gọi các nước ủng hộ hòa bình cho Ukraine và nhận định cần có một sự hỗ trợ toàn diện, bền vững và đúng lúc để giúp giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Cũng trong phiên thảo luận, đại diện nhiều nước và tổ chức quốc tế đã đưa ra quan điểm của mình về vấn đề Ukraine. Cũng trong ngày 15 tháng 6, lực lượng an ninh Đức đã tiến hành các biện pháp kiểm soát tạm thời tại khu vực biên giới với Hà Lan, nhằm đảm bảo an ninh trước thềm các trận thi đấu trong khuôn khổ Euro 2024 tại thành phố Hamburg. Lực lượng cảnh sát tại thị trấn Kliver gần biên giới với Hà Lan cho biết, mục đích của những biện pháp kiểm soát biên giới là nhằm phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa bạo lực tiềm tàng. Biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời này sẽ phụ thuộc vào lịch thi đấu của các đội tuyển. Lực lượng an ninh cũng sẽ tập trung giám sát các đối tượng tội phạm bạo lực mang động cơ chính trị, có ý định nhập cảnh Đức hoặc những hành vi phạm pháp như buôn bán ma túy hay vận chuyển vũ khí trong suốt thời gian diễn ra Euro. Theo kế hoạch, ngày 16 tháng 6 sẽ diễn ra trận đấu trong khuôn khổ bảng D giữa Ba Lan và Hà Lan tại Hamburg. Trong suốt thời gian diễn ra Euro, Đức dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 2,7 triệu lượt người hâm mộ tới các sân vận động và 12 triệu người tại các sự kiện theo dõi trận đấu ngoài trời. Vừa qua, hàng trăm ngàn tín đồ Hồi giáo đã tham gia các lễ cầu nguyện tại núi Arafat ở Ả Rập Xê Út, một phần trong lễ hành hương Hajj. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nhà chức trách đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người hành hương. Những người hành hương đã tiến hành lễ cầu nguyện tập thể vào trưa và chiều tại thánh đường Namira trong ngày thứ hai
của lễ hành hương Hajj, một trong những cuộc hành hương lớn nhất thế giới và là cột trụ thứ 5 của Hồi giáo, một bổn phận mà mỗi tín đồ phải thực hiện ít nhất một lần trong đời. Để đảm bảo sức khỏe cho người hành hương trong điều kiện nắng nóng có thể lên đến 47 độ C, nhà chức trách Ả Rập Xê Út đã lắp đặt nhiều trụ phun sương lớn tại những khu vực quanh núi Arafat, tại thung lũng Mina và thánh đường Al-Masjid Al-Haram ở thánh địa Mecca. Nhà chức trách cũng đã bố trí nhân viên phun nước hạ nhiệt cho tín đồ hành hương. Ước tính số người tham gia lễ hành hương Hajj năm nay có thể vượt qua 2 triệu người, sắp xỉ mức trước đại dịch COVID-19. Thụy Điển và Iran ngày 15 tháng 6 đã tiến hành trao đổi tù nhân do Oman làm trung gian. Cả hai tù nhân đều đã được đưa lên máy bay và đang trở về với gia đình. Thông báo của Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết, một cựu quan chức người Iran mà nước này đã bắt giữ năm 2019 và kết án tù chung thân sẽ được đưa trở về Iran. Trong khi đó, hai công dân Thụy Điển, trong đó có một người từng làm việc cho Đoàn Ngoại giao Liên minh châu Âu EU, đã bị bắt giữ tại Iran vào các năm 2022 và 2023, cũng đang trên máy bay về nước. Bộ Ngoại giao Thụy Điển nêu rõ, thỏa thuận trao đổi mang tính đột phá này là kết quả của các cuộc đàm phán giữa hai nước và do Oman làm trung gian. Theo đó, những người được trả tự do được đưa từ Tehran và Stockholm tới Muscat vào ngày 15 tháng 6 và xuất phát từ đây về nước. Năm ngoái, Oman cũng đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Iran và Mỹ, cũng như tạo điều kiện cho việc 6 công dân châu Âu bị bắt giữ tại Iran được trả tự do. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.